Thưa quý vị, thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai tại thành phố Hà Nội cho biết, các bác sĩ trung tâm nhi khoa của bệnh viện này vừa cứu sống bệnh nhi 10 tuổi quê ở tỉnh Tuyên Quang. Bệnh nhi này bị nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn do vi khuẩn hiếm gặp. Người nhà bệnh nhi cho hay 6 ngày trước nhập viện, cháu bé chơi đá bóng ở sân bùn đất bẩn. 5 ngày trước khi vào viện, bé này sốt cao 41 độ C, nổi mụn nước nhỏ, dịch trong ở lưng, bụng, tay, chân. Gia đình nghĩ bé bị thủy đậu, tự mua thuốc bôi nhưng không đỡ. Mụn nước chuyển thành mụn mủ trắng và trẻ thì sốt cao. Đây là vết phỏng loét trên lưng bệnh nhi. Cũng giống như người nhà bệnh nhân, có lẽ nhiều người sẽ nhầm lẫn những vết loét này với thủy đậu. Trước đó vào ngày 11 tháng 10, bệnh nhi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang khám. Sau 3 ngày điều trị, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, rồi sau đó là Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhi lúc này nhập viện trong tình trạng khó thở nhiều, nhịp tim nhanh, sốt cao liên tục từ 39 đến 40 độ C. Tại Trung tâm Nhi khoa, bệnh nhi được đặt ống nội khí quản và thở máy. Quá trình điều trị, bệnh nhi bị xuất huyết phổi nhiều, suy hô hấp, sốc nhiễm khuẩn nặng, huyết áp tụt, phải sử dụng phối hợp 3 loại kháng sinh và dùng các thuốc vận mạch liều rất cao. Theo các bác sĩ, các vết loét lúc này cũng nhiều lên, thêm nhiều nốt mới, sốc nhiễm khuẩn rất nặng và gần như kháng các phương pháp điều trị thông thường, nguy cơ tử vong cao, được chỉ định lọc máu liên tục. Kết quả cấy máu phát hiện bệnh nhi này nhiễm vi khuẩn Probobacterium violaceum và được bác sĩ điều chỉnh thuốc sau khi có kết quả kháng sinh đồ, một cách để đánh giá nhạy cảm của vi khuẩn với kháng sinh. Hiện sau 3 tuần điều trị, bệnh nhi có tiến triển tốt, tự thở, tiếp xúc tốt, không có di chứng nào về não hay các cơ quan khác, đang được phục hồi chức năng về hô hấp và vận động, dự kiến ra viện trong thời gian sớm. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thành Nam, là giám đốc trung tâm nhi khoa, Probobacterium violaceum là vi khuẩn rất hiếm gặp. Vi khuẩn này thường phân biệt với các vi khuẩn khác trong bùn đất và rất ít trường hợp được báo cáo gây bệnh trẻ em. Theo y văn, vi khuẩn này thường gây tiêu hủy xương, ăn vào các tổ chức của cơ và da gây hoại tử, khó hồi phục. Bệnh nhi này, theo bác sĩ Nguyễn Thành Nam, là bị sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng, suy hô hấp do vi khuẩn hiếm gặp này. Bác sĩ Nguyễn Thành Nam cũng khuyến cáo, Probobacterium violaceum cần phân biệt với Whitmore và các bệnh thủy đậu, tay chân miệng, viêm da liên cầu. Các tổn thương kiểu này gặp trên rất nhiều bệnh khác nhau, do đó các gia đình không tự ý điều trị tại nhà khi không rõ căn nguyên. Những thông tin mới liên quan sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.